Bây giờ chúng ta học bài thứ 6, xin lỗi. 现在我们学第六课, 道歉. Các câu thường dùng. 常用语句. Ê chết, dẫm phải chân anh, xin lỗi nhé. Ê chết, dẫm phải chân anh, xin lỗi nhé. Tôi sơ ý đánh vỡ cái cốc. Tôi sơ ý đánh vỡ cái cốc. Tôi không cố ý, mong anh thông cảm. Tôi không cố ý, mong anh thông cảm. Xin lỗi, tôi quên mất thì giờ. Xin lỗi, tôi quên mất thì giờ. Đừng khách khí nhé, lần sau cẩn thận hơn nhé. Đừng khách khí nha, lần sau cẩn thận hơn nha. Thành thật xin lỗi ông ạ. Thành thật xin lỗi ông ạ. 在这里我们可以看到, xin lỗi 的后面最后放一个ông ạ, 这个人称代词放在句末, 也是表示对方的一种尊敬。 Không hề gì. Không hề gì. Có điều sơ suất, mong ông thông cảm. Có điều sơ suất, mong ông thông cảm. Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi chỉ nói đùa thôi. Xin lỗi, tôi đến muộn. Xin lỗi, tôi đến muộn. Hội thoại tình huống. 场景会话. Anh ăn có ngon miệng không? Tôi ăn rất ngon miệng. Xin cảm ơn chị. Ấy chết, tôi không cẩn thận đánh vỡ cái bát. Xin lỗi chị. Không sao, chuyện nhỏ đấy mà. Cháu chào bác ạ. Bác cho cháu hỏi thăm có phải là nhà bác Đức ở đây không ạ? Ừ, đúng đấy. Cậu là Lý Huy à? Dạ, cháu là Lý Huy, là người Trung Quốc. Xin lỗi để bác đợi lâu. Không sao. Ê chết, va phải bác rồi, xin lỗi. Hết sức cảm ơn sự chiêu đãi nhiệt tình của bác. Cậu đừng khách khí nha. Từ mới. Sinh từ. Ấy chết. Ấy chết. Dẫm. Dẫm. Chân. Chân. Sơ ý. Sơ ý. Đánh. Đánh. Vỡ. Vỡ. Cốc. Cốc. Cố ý. Cố ý. Thông cảm. Thông cảm. Lần. Lần. Cẩn thận. Cẩn thận. Hơn. Hơn. Chu đáo. Chu đáo. Thứ lỗi. Thứ lỗi. Nói đùa. Nói đùa. Ngon miệng. Ngon miệng. Bát. Bát. Hỏi thăm. Hỏi thăm. Va. Va. Nhiệt tình. Nhiệt tình. Luyện tập kiểu câu. Chữ hình luyện tập. Xin lỗi, tôi sơ ý đánh vỡ cái bát, mong bạn thông cảm cho. Xin lỗi, tôi sơ ý đánh vỡ cái bát, mong bạn thông cảm cho. Xin lỗi, tôi không cố ý, mong bạn thông cảm cho. Xin lỗi, tôi không cố ý, mong bạn thông cảm cho. Xin lỗi, tôi nhỡ hẹn, mong bạn thông cảm cho. Xin lỗi, tôi nhỡ hẹn, mong bạn thông cảm cho. Hết sức xin lỗi ông ạ. Hết sức xin lỗi ông ạ. Hết sức xin lỗi anh. Hết sức xin lỗi anh. Hết sức xin lỗi các bạn. Hết sức xin lỗi các bạn. Không hề gì. Không hề gì. Không sao, chuyện nhỏ đấy mà. Không sao, chuyện nhỏ đấy mà. Đừng khách khí thế, lần sau phải cẩn thận hơn nhé. Đừng khách khí nhé. Lần sau phải cẩn thận hơn nha. 在这一课我们需要学习的句型也是由主语和谓语两部分组成的，但是我们需要注意的是，在这里谓语包括动词一加补语一加动词二加补语二，
也就是说，这里面有两个动词，大家可以看到。那么这种句型一般是指两个动词或动词短语连接发生，它们的前后关系一般都是时间关系或者表示目的关系，所以这种句式称为联动式。这和汉语的语法是类似的。所谓联动就是两个动词，两个动作接连发生。例如，都有点想按工，我去餐厅吃饭，在这里去餐厅。 리냐항和安哥吃饭这两个动作先去餐厅后吃饭连着发生，所以叫联动式，两个动词连着使用。又比如，上마이정도에서에리탐탄포호지맹，在这里，비 탐就是两个动词连在一起，而跟上面的句子区别的就是비 后面没有带第一个补语，所以说根据不同的情况，补语一可以省略。那么在这里。 Vừa rồi chúng ta đã học xong bài 6, xin lỗi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.